Chào mừng anh chị và các bạn đến với video tiếp theo. Tôi là Nguyễn Văn Đoàn. Trong nội dung ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về chủ đề là những bất động sản nào mà hiện nay các nhà đầu tư không muốn bán. Mặc dù trong thời điểm hiện tại thì nhiều nhà đầu tư đang muốn thu hồi vốn về bán tài sản mình đi để chi trả các khoản chi tiêu, nhưng để bán ở cái thời điểm khi mà thị trường nó có những diễn biến đi ngang như thế này thì cũng khá là khó khăn. Tuy nhiên, nhiều tài sản mặc dù người mua trả mức giá khá là tốt nhưng mà bên bán họ không thích bán ra bởi vì những lý do gì, thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn để chúng ta có được những góc nhìn mới về thị trường bất động sản Bình Phước trong thời gian sắp tới đây, trước khi đầu tư, để có cho mình được những cái bất động sản, những cái vị trí mà nó vừa giúp anh chị tăng lại vốn tốt, vừa giữ cái dòng tiền của anh chị, dòng vốn của anh chị nó an toàn, cũng như là sau này khi mà chúng ta thanh khoản hoặc là chúng ta khai thác thì sẽ rất là tốt anh chị nhá. Anh chị và các bạn theo dõi những nội dung sau đây mà thấy giá trị và hữu ích cho người khác thì đừng quên chia sẻ cho họ, cũng như là ấn vào nút đăng ký kênh, nút chuông thông báo để lần sau nhận được những nội dung mới nhất từ kênh YouTube của tôi nhá. Và trong tuần vừa qua, khi mà tôi treo biển để cho thuê những cái bất động sản ở những cái vị trí mà trong thời gian vừa qua tôi đã hỗ trợ những nhà đầu tư thành công, thì nhận được rất là nhiều các cái cuộc điện thoại hỏi có bán hay không. Đấy, thì phần lớn những tài sản này anh chị ạ, không phải để bán, mà chiến lược của nó là gì ạ? Sau khi chúng ta công chứng xong, anh chị có thể để số điện thoại cho thuê. Mục đích chính không phải là để cho thuê, mà để làm sao ạ? Để làm cho đất của chúng ta sạch hơn, ít bị người khác sử dụng trồng cây hoặc là để đồ. Bởi vì khi mà chúng ta không để số điện thoại cho thuê thì khả năng cao hàng xóm người ta sẽ nghĩ đất này không sử dụng đến, cho nên họ sẽ trồng cây để đồ, hoặc trong một số trường hợp họ sẽ dựng cái nhà tạm để nuôi con vật gì đấy. Điều này nó làm xấu đất của anh chị đi, đúng không ạ? Và khi mà người mua họ đến, họ thấy những cái hiện trạng như thế này, họ rất là ngại ngùng cái việc mà bước vào đất để tham khảo. Nhưng khi mà anh chị chúng ta để số điện thoại cho thuê thì hàng xóm họ sẽ có tâm lý e ngại. Và thứ hai nữa là những người đi đường họ sẽ nhìn vào cái bất động sản của anh chị nhiều hơn. Cái bất động sản của anh chị sẽ thu hút được cái ánh nhìn của những người đi đường. Và khi mà chúng ta muốn bán ra thì những bất động sản rất là dễ và nhanh muốn bán. Đây cũng là một chiến lược mà anh chị chúng ta nên tham khảo. Và phần lớn những cái vị trí vừa rồi tôi chia sẻ là ở gần các cái góc ngã tư, ngã ba, các khu vực kinh doanh, buôn bán, các khu vực đang đông dân, có tỷ lệ xây dựng cao, những cái khu vực ở trong khu vực chợ hoặc là bán kính dưới 200m gần khu vực chợ. Đây là những cái vị trí mà theo như nhận định của thị trường ấy, thì anh chị có thể đầu tư vừa ngắn hạn, vừa trung hạn, vừa dài hạn được. Thứ nhất là sao ạ? Vừa ngắn hạn thì chúng ta sẽ dựa vào các cái sự tăng giá của tài sản khi mà cơ sở hạ tầng, dân cư khu vực đấy thay đổi, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa về trung hạn thì anh chị có thể khai thác về dòng tiền, chúng ta có thể xây dựng lên cho thuê. Đấy, yếu tố thứ ba nữa là về dài hạn. Thì hiện nay ở Bình Phước, đặc biệt là các khu vực trung tâm, thị xã, thị trấn ý, thì với tỷ lệ đông dân ngày một cao và đường xá quanh khu vực đấy đang là hình thành từng ngày. Hơn thế nữa, những khu công nghiệp lớn đang được xây dựng và triển khai. Chính những cái điều này nó đang tác động và nó là cái điểm cộng rất là lớn cho bất động sản của anh chị. Bởi vì khi mà dân cư người ta về đông ý, thì phần lớn người ta sẽ có thói quen di chuyển lại các khu vực gần chợ, gần các khu vực sầm uất kinh doanh buôn bán được. Và những tài sản của anh chị hiện tại bây giờ đang nằm giữ ở những khu vực đấy rồi thì không có một lý do gì tài sản của anh chị không tăng giá, không có tốc độ thanh khoản hoặc là không khai thác được dòng tiền, đúng không ạ? Vì vậy, sau khi có những cái cuộc điện thoại từ những nhà đầu tư, từ những anh em môi giới địa phương như vậy, thì tôi có thể khẳng định rằng những cái tài sản này trong thời gian sắp tới đây sẽ có những cái sự thu hút rất là lớn từ các nhà đầu tư trên mọi miền Tổ quốc hướng về Bình Phước.
Và đây cũng chính là những cái vị trí mà anh chị chúng ta có thể tham khảo khi mà đến Bình Phước trong thời gian sắp tới đây. Bởi vì với việc đầu tư nẹ vốn theo các khu công nghiệp hoặc là theo các tuyến đường mới chuẩn bị mở hoặc là mở rộng ấy, thì nó chỉ có hiệu quả trong một thời điểm nhất định với những cái giá phù hợp thôi. Còn khi mà thị trường có những dấu hiệu không tốt, thị trường có dấu hiệu đi ngang, đúng không ạ? Giá đã cao hoặc là ít giao dịch, thì những cái bất động sản như vậy nó đạt cái tỷ lệ thanh khoản cực kỳ chậm. Nhưng với những cái tài sản ở những vị trí đông dân hoặc là đang đông dân, gần các cái góc ngã ba ngã tư hoặc là góc ngã ba ngã tư, trong khu vực chợ, trong khu vực người giàu họ đang ở, có thể kinh doanh buôn bán được gần khu vực chợ hoặc là trong khu vực chợ luôn, thì những bất động sản này nó có độ tăng giá ổn định đấy, an toàn, và nó có thể đạt tỷ lệ x rất là lớn khi mà chúng ta có chiến lược chọn vị trí tốt. Và trong video ngày hôm nay, từ những cái câu chuyện vừa rồi, từ những cái bất động sản mà thực tế nó đang là chứng minh cho chúng ta thấy một điều rằng nó đang phát huy hiệu quả, thì tôi xin chia sẻ đến anh chị và các bạn để chúng ta có cho mình được những cái kế hoạch mới khi đầu tư bất động sản ở Bình Phước trong thời gian sắp tới đây, để chúng ta tránh được những rủi ro như là bị chôn vốn, hoặc là không thanh khoản được, hoặc là không tăng giá, hoặc là không sử dụng về việc gì. Nhưng khi mà chúng ta áp dụng những cái chiến lược, những cái góc nhìn mới vừa rồi, thì cái tỷ lệ thành công của anh chị sẽ khá là cao. Đây là những cái chia sẻ của tôi ở trong video ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe video này của tôi. Anh chị và các bạn nếu thấy các nội dung vừa rồi hữu ích với người khác thì đừng ngần ngại chia sẻ đến họ, cũng như là ấn vào nút đăng ký kênh, ấn vào nút chuông thông báo, cũng như là bình luận cái quan điểm của mình dưới video. Cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.